Xem tử vi về tuần mới, rất hoan hỉ chào đón các bạn đã quay trở lại với kênh kiến thức tử vi về tứ số của chúng tôi để cùng chiêm nghiệm và giải mã những lá số của mình. Và các bạn thân mến, hôm nay thì kiến thức tử vi chúng tôi xin chia sẻ với các bạn một video mới nhất và nóng nhất có nội dung như sau. Đúng giờ thì ngày mai, tức là ngày 14 tháng 10 năm 2022 về dương lịch, thì quý nhân bám gót với tốt 6 con giáp sợi lợi được thần tài ban lộc hậu hĩnh, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tài lộc đổ về như thác lũ, thoải mái mua nhà sắm xe trong năm 2022 này. Và các bạn thân mến, để muốn biết được đó là những con giáp may mắn nào và liệu các anh các chị có may mắn được nêu tên trong bài viết dưới đây với những con giáp may mắn trong ngày 14 tháng 10 năm 2022 về dương lịch này hay không? Đúng về giờ thìn ngày mai thì những con giáp sau đây là những con giáp sợi lợi được trời ban lộc, quý nhân luôn bám gót, sự nghiệp phất lên như giờ gặp gió. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ nhất nằm trong top những con giáp may mắn kiếm tiền đỉnh cao trong ngày 14 tháng 10 năm 2022 về dương lịch này, đó là con giáp người tuổi Mão. Và xem tử vi trong ngày hôm nay, tức là ngày thứ 6 14 tháng 10 năm 2022, thì người tuổi Mão chỉ cần là không thay đổi các kế hoạch trước đó là có thể đạt được những gì mà Mão mong muốn. Thay vì bạn luôn hùng hục lao vào các công việc, và con giáp này luôn biết thế mạnh của chính mình nó nằm ở đâu, nhờ thế mà được đánh giá cao với một tinh thần trách nhiệm, một tinh thần phát huy tốt những trí thông minh của mình và cách xử lý các tình huống linh hoạt nhất. Chính vì vậy mà đường tài lộc và mặt tài vận thì nhị hợp, có nghĩa là suy nghĩ cố chấp cũng sẽ bớt đi phần nào trong ngày hôm nay. Bạn dễ dàng linh động khi làm việc nhóm đã khiến cho mọi người rất yêu thích và đồng nghiệp luôn luôn chú tâm giúp đỡ với một vận tiền tài. Chính vì vậy mà có hy vọng đến với con giáp này là rất lớn. Với vận trình tình cảm của người tuổi Mão trong ngày này cũng tiến triển vô cùng tốt đẹp. Vợ chồng có thể hóa giải những mâu thuẫn trước đó, với những vấn đề bất đồng trước đó cũng quay trở về những khoảng thời gian yêu đương và mặn nồng nhất. Còn người đang yêu lại đang có vẻ phân vân khi có bước tiến triển mới các mối quan hệ. Với mặt tài vận, bởi vì là ngày nhị hợp, nghĩa là bạn đã bỏ hết suy nghĩ cố chấp, cũng là người sợi lợi, chính vì vậy mà được trời ban lộc rất hậu hĩnh. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ hai nằm trong top những con giáp may mắn kiếm tiền đỉnh cao trong ngày 14 tháng 10 năm 2022 về dương lịch, đó là con giáp người tuổi Mùi. Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho biết thì cũng có dấu hiệu dự báo trong ngày hôm nay, tức là ngày thứ 6 ngày 14 tháng 10 năm 2022, thì người tuổi Mùi gặp nhiều may mắn ở trong ngày, khi là con giáp này biết cách chi tiêu một cách hợp lý nhất và luôn đề cao việc tiết kiệm. Con giáp này sẽ phải bất ngờ với số tiền mà mình đã làm việc và lao động trong những khoảng thời gian trước đã tích lũy được rất nhiều. Với khoản tiền đó có thể giúp cho bản mệnh người tuổi Thìn thực hiện được một vài kế hoạch lớn với một dự định mà Mùi đã ấp ủ từ lâu. Dù phải mang một trọng trách lớn trong công việc, nhưng với mọi chuyện vẫn luôn diễn ra thuận lợi và trôi chảy, bởi Mùi khi làm việc luôn luôn có một kế hoạch rõ ràng, cụ thể và rất linh hoạt, lại kết hợp làm ăn và ăn ý với đồng nghiệp, thậm chí còn tính toán kỹ càng cả những tình huống bất lợi có thể xảy ra với Mùi. Còn chuyện tình cảm trong ngày hôm nay cũng có dấu hiệu là rất tốt. Đối với người độc thân sẽ có thái độ thoải mái và cởi mở hơn khi được giới thiệu với những đối tượng quen biết, và nhờ sự giúp đỡ của thiên ấn nên người tuổi Mùi sẽ không còn quá phản đối với việc tìm bạn đời qua những vấn đề mai mối, và hy vọng rằng cuộc sống của Mùi sẽ gặp gỡ với đối phương diễn ra tốt đẹp và có được những kết quả như Mùi đã mong đợi. Dù phải mang những trọng trách lớn trong công việc, nhưng mọi chuyện vẫn diễn ra rất thuận lợi, trôi chảy. Trong ngày hôm nay thì tài lộc của Mùi chảy về túi Mùi như thác lũ. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ ba nằm trong top những con giáp may mắn kiếm tiền đỉnh cao trong ngày 14 tháng 10 năm 2022 về dương lịch, đó là con giáp người tuổi Thìn. Theo tử vi trong ngày thứ 6 của ngày 14 tháng 10 này cho thấy thì công việc làm ăn của người tuổi Thìn đang rất trôi chảy và thuận buồm xuôi gió.
Tuy nhiên thì bạn cũng nên phải có sự thay đổi về phương hướng hoặc các kế hoạch làm ăn để phù hợp với những hoàn cảnh mới. Với những tình thế mới thì bạn cũng cần phải có nhiều sáng kiến mới, tính toán nhanh nhẹn, có nhiều ý tưởng sáng tạo thì mới đắc dụng cho bạn. Ngoài ra thì làm việc gì bạn cũng nên phải đi trước một bước, nếu chậm trễ sẽ không có lợi bởi vì sẽ mất cơ hội tốt đẹp lại còn bị thiệt hại. Trong ngày này có dấu hiệu tài lộc tăng tiến, người tuổi Thìn phải có tin tức tốt đẹp về chuyện tiền bạc hoặc phải có tin tức giúp đỡ quý nhân. Với mọi vấn đề liên quan đến tiền tài, bạn nên giải quyết một cách nhanh nhẹn, thẳng thắn và sòng phẳng. Có như vậy thì ngày hôm nay là một ngày thần tài sẽ chỉ đường dẫn lối cho bạn. Và ngày hôm nay bạn không nên nóng nảy, dùng tình cảm sẽ có lợi hơn cho bạn. Nếu có lời đề nghị hợp tác về công việc, nếu thấy có lợi thì bạn nên chấp nhận ngay, không nên chần chừ. Nếu chần chừ thì thời cơ sẽ tuột mất khỏi tay bạn. Bởi vì ngày hôm nay là ngày có dấu hiệu về tài lộc, chính vì vậy mà người tuổi Thìn phải nhanh tay nắm bắt lấy đúng thời cơ này. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ tư nằm trong top những con giáp may mắn kiếm tiền đỉnh cao trong ngày 14 tháng 10 năm 2022 về dương lịch, đó là con giáp người tuổi Dần. Với mọi công việc của người tuổi Dần diễn ra rất thuận lợi và trôi chảy vào đúng ngày 14 tháng 10 này, bởi vì ngày này thần tài chiếu mệnh, nó báo hiệu người tuổi này có thể đạt được những thành công ngoài sự bạn mong đợi. Với một tinh thần trách nhiệm cao là một trong những yếu tố giúp cho bản mệnh có được sự tín nhiệm từ mọi người xung quanh, đặc biệt với sự tập trung cao độ và khả năng quan sát tốt, nắm bắt thời cơ tốt giúp cho con giáp này thu về một khoản lợi nhuận không nhỏ. Còn chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ đón nhận nhiều niềm vui, hòa hợp hạnh phúc. Các mối quan hệ giữa các bạn và các cặp đôi khá khăng khít, và việc làm thẳng thắn thì chia sẻ mọi việc đều trong cuộc sống của nhau giữa đồng nghiệp và bạn. Từ đó thì sẽ rút ngắn được khoảng cách, còn người độc thân sẽ sớm tìm được nửa kia ưng ý của chính mình. Với mọi việc của người tuổi Dần trong ngày hôm nay diễn ra cực kỳ thuận lợi, bởi vì ngày hôm nay là ngày thần tài đã dành cho bạn những điều may mắn nhất. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ 5 nằm trong top những con giáp may mắn kiếm tiền đỉnh cao trong ngày 14 tháng 10 năm 2022 về dương lịch, đó là con giáp người tuổi Tuất. Với một vận trình sự nghiệp của người tuổi Tuất diễn ra vô cùng thuận lợi và suôn sẻ vào thứ 6 này, tức là vào ngày 14 tháng 10 năm 2022 về dương lịch, với con giáp này cũng nên phải tận dụng những thời gian này để xây dựng tốt, kết nối với những người xung quanh. Chỉ cần bạn làm việc thoải mái, không vụ lợi thì sớm muộn cũng gặt hái những thành tựu nổi bật nhất. Đồng thời, con giáp này cũng không cần phải quá lo lắng đến mức với vấn đề chi tiêu vì nguồn tài chính đã được duy trì ở mức rất ổn định. Bên cạnh đó thì vận tình cảm của bản mệnh cũng có điểm mới và niềm vui mới. Trên phương diện tình cảm của người tuổi Tuất thì có những chuyển biến rất đáng kể. Đặc biệt là với người độc thân thì bản mệnh hoàn toàn có thể chia sẻ, tâm sự với nửa kia những điều mà mình đang nghĩ trong lòng. Bạn cũng sẽ thu hút được sự chú ý của rất nhiều người khác giới và nhận được rất nhiều tin nhắn làm quen, từ đó giúp cho bạn có cuộc sống hồ hởi phấn khởi hơn. Chính vì vậy mà trong ngày hôm nay cộng thêm với ngày vận vượng về tài lộc của bạn nên đường sự nghiệp của bạn diễn ra vô cùng thuận lợi và suôn sẻ trong ngày thứ 6, tức là ngày 14 tháng 10 này. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ 6 nằm trong top những con giáp may mắn kiếm tiền đỉnh cao trong ngày 14 tháng 10 năm 2022 về dương lịch, đó là con giáp người tuổi Tỵ. Theo tử vi trong ngày 14 tháng 10 này của 12 con giáp có dự báo là Tỵ rất may mắn hơn những con giáp khác vì là được thái âm và dịch mã độ mệnh. Tuy nhiên, dù vận khí rất tốt nhưng cũng chỉ đóng vai trò trợ lực. Tự thân bạn có thể vận động hay không mới là điều mang tính chất nó quyết định lớn nhất về con đường tài lộc của bạn trong ngày hôm nay. Nếu con giáp này đang có ý định xuất ngoại làm ăn, thuyên chuyển công tác, đi xa hoặc là thực hiện các công việc thì ngày hôm nay là rất thuận lợi và rất may mắn. Có thể đồng nghiệp có người chơi điểu thì cũng mặc kệ, và những thời gian sẽ chứng minh cho bạn
ai là người hơn thua. Và trong những thời gian này, nếu con giáp này mà xuất ngoại làm ăn, tuyên chuyển công tác thì là ngày thuận lợi nhất. Về đường tài lộc, họ có thể sẽ phải chấp nhận những việc hao hư về tiền bạc hoặc chạy vay đó đây nếu muốn được việc, nhưng được cái ăn nên làm ra, cần cù thì sẽ có nhiều lộc. Và ngày hôm nay là ngày đại lộc của người tuổi Tỵ, nên bản mệnh là người có bản lĩnh, không sợ phải thua kém ai, sống có đức thì tiền bạc tự tìm tới, đặc biệt với những người đang làm ăn xa. Với đường tình cảm trong ngày hôm nay cũng có dấu hiệu rất tốt, riêng đối với nữ mệnh thì tốt hơn là nam mệnh. Bạn bè nếu đã nghỉ chơi với nhau rồi thì thôi, tuyệt đối đừng ở sau lưng người ta nói xấu, đó là điều không tốt. Còn với nữ tuổi Tỵ là người có duyên với một gương mặt khả ái hay được lòng người khác dưới, thì trong ngày hôm nay cũng là ngày lộc lá đầy mình đối với những người tuổi Tỵ, cả nam lẫn nữ. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất. Đừng tiếc like và comment khi xem video này.